Vâng, xin chào anh em, mình giới thiệu với anh em một cây thông cống của nội địa Nhật. Cây này thì mới khoảng tầm gần như là chưa sử dụng. Cây này nó tích áp từ 0 tới 10 kg. Cái này mình bơm tay 0 tới 10 kg. Mình đang bơm cái này là mức độ đang là 7 kg hơi. 7 kg hơi nén. Ở đây thì Nhật người ta thiết kế cái này là trong trường hợp nhà bị cái cống bị nghẹt. Đây. Cống nó bị nghẹt, mình sẽ đưa cái ống cống của mình á, ống cống người ta cũng có thiết kế một cái chiều khóa để mình bắt vô đây nè hơi. Khi đó mình bơm tay lên cái lực bơm nén nó sẽ đây. Mình đang nén đây là 7 kg. Nén trong đường ống này, khi mà mình cầm cái này, mình nối vào cái ống cống á, mình sẽ rút này lên. Bây giờ mình sẽ rút thử cho anh em nghe tiếng nè. Đó, khi rút ra thì nó nén. Nén xong cái hơi nó hết nè. Thì anh em muốn tiếp tục thì anh em mới nhấn này xuống. Còn cái tay nắm này mình xoay chuyển để mình đưa vào cái cống của mình. Thì khi đó cái cống mình rác nó nghẹt á, nó sẽ bắn tống đi một cái hơi đi. Cây này chưa sử dụng. Thì anh em nào liên hệ sử dụng thì liên hệ mình. Khá là đẹp. Ở đây mình nhấn xuống thì tự động mới rớt này ra. Rất là đẹp. Rồi, xin chào anh em nào có nhu cầu sử dụng liên hệ mình.